Ok anh em, ở đây về một số xe nha anh em, nhưng mà bây giờ mình giao cái con xe này rồi mình quay cái xe sau nha. Đó, thì tối rồi đang ngủ anh em. Giờ này cũng tối rồi anh em. Em vô vô nhận xe nè, vô nhận xe nè. Đây là CBR250RR nha. Thì mình dọn lại cho anh em chơi Tết, dọn lại chơi Tết hả? Đó thì dọn lại chơi Tết thì cái sơn thì anh đã gửi, thì giống như anh làm thì anh làm tới đâu thì anh gửi cho em coi hình tới đó đúng không? Thì lột ra thì mọi thứ nó không như em mong muốn đúng không, thì anh chụp hình lại hết rồi em yêu cầu làm thì anh làm hết cho em. Còn bộ nhôm sinh đĩa là vẫn sử dụng được thì mình sử dụng lại, mình sử dụng đó. Thì sơn bây giờ thành màu thấy không, đó hôm bữa là hai màu mà nó còn dày nữa. Thì ở dưới đây anh làm hết nè, thấy không, quay đây từ dưới luôn, từ từ ngóc ngách luôn đó, là thấy không, hết rồi, đầy đủ không, từng chỗ là đầy đủ hết rồi. Cái oppo thì nó mới vậy thôi, hết sức có thể rồi. Đó. Rồi còn máy móc nhớt nhau thì lọc nhớt thì mấy cái nội 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 công thì cũng đã làm hết. Có anh xúc động cơ là nãy anh đổ thêm xăng cho đầy bình nha. Đó, nãy anh đổ thêm 100.000 xăng nữa cho đầy bình mới vệ sinh bình xăng được, hiểu không? Nó full bình rồi đó. Rồi. Xong. Đó thì mọi thứ. Ok. Anh em quay thấy không, thấy hết xe đẹp không? Làm giờ làm nó thành mới là 90% đúng không? Rồi 90% rồi đó, giờ nữa là không được nữa đâu, thì 90% là hết, tại lúc mấy bữa là nó thấy gớm mà. Rồi ok anh em, rồi cảm ơn. Rồi bây giờ để dắt xe ra, để anh quay giới thiệu cho anh em mấy chiếc xe anh bán ở đây luôn, rồi rồi anh dắt xe cho em sao ha. Thì bây giờ nó nghẹt quá. Đó thì bây giờ mình có CBR650R là 6.000 cây. Cái con xe này mình mua từ chủ luôn nha anh em. Anh chủ xe mình để cái tấm hình ở trên đó, anh chủ xe là dân tập gym mà còn xăm mình nữa, cho nên ảnh thực tế lắm. Con này 6.700 cây nè. Đó, anh này dễ thương lắm, anh này để lại cho anh em chơi. Thì con xe đây là có bộ độ, bộ độ nè, bộ SC độ, còn bộ zin. Tiếng nó đã rồi, có cái yên vuốt nhọn nè anh em. Anh em nói yên CBR650R6 chứ bây giờ đã lên cái yên này rồi, khỏi 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 bàn cãi nữa nha anh em. Đó, AMG cũng mệt. Mercedes đó. Thì rất xe rất là đẹp, xe này biển số Sài Gòn. À, xe này hai chì đầy đủ luôn. Đó, rất là đẹp nha cho anh em, xe rất là mới nè, cái vỏ nè. Cái vỏ còn chỉ luôn nha anh em, cái vỏ còn gờ luôn, đầy đủ luôn nha anh em, vỏ mới tinh nè. Xe bọc keo nha anh em, đang bọc keo, anh em muốn mới là về lột ra nha. Nè bọc keo nè, đó mình lột thử miếng cho anh em coi, đó, bọc keo lại nha. Rồi, tiếp theo, xe này thì còn keng lắm. Đó, thì âu qua thì mình bán là 206 triệu nha anh em, 206 triệu nha, biển số Sài Gòn. Rồi bây giờ mình còn em biển số Bình Dương, em này cũng keng hơn, em này màu sơn, màu đỏ thì nó tươi hơn. Em này thì có chống đổ bô móc để cho anh em nghe tiếng bô móc. Đây là tiếng bô móc, thì em này màu đỏ thì nó cộp hơn xíu, em này có bộ chống đổ rất là đẹp. Em này thì biển số Bình Dương nha anh em. Đó, em này cũng còn rất là đẹp. Thì em này mình bán anh em là 203 triệu nha anh em. 203 triệu. Đó. Rồi, mình về thêm em Z9 nè, em Z9 này là một chủ luôn nha anh em, hai chìa khóa đầy đủ nha, xe nào cũng hai chìa khóa đầy đủ nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Xe này chuẩn là 12.000 cây nha anh em, tại mình mua từ chủ là mình dám khẳng định chắc nịch. Tại chủ người ta báo mình như vậy đó, chủ người ta nói người ta mua đập thùng là chỉ nhiêu đó thôi. Đó. Con này có bộ độ, bô zin còn luôn. Con này mình bán cho 182 triệu nha anh em. Xe không chạy xước gì luôn nha anh em. Xe rất là đẹp nha. Đó, không chạy xước rồi luôn. Cặp vỏ là chủ xe thích thay thôi nha, chứ vỏ zin là mấy bữa còn mình không lấy nha anh em. Vỏ zin còn luôn nhưng mà chủ xe để lâu quá. Nói chung là xe này 2017 tới giờ là cũng 4 năm, 5 năm rồi. Thì chủ xe thích thay cặp mới cho anh em chạy chơi, cho nên là nó mới mới. Còn cá mập đây, cá mập 555, cá mập 2018. Đó, có Z9 nè, có CBR650 nè.
Rồi bây giờ mình vô đây mình quay nữa, có con 36 triệu nè, GBX Demon, con này là chưa rô đai nha anh em, chưa rô đai còn sổ luôn. Rồi em này GX 3000 cây nè, em này thì ba mấy triệu thôi nè anh em, ba mấy triệu chơi sướng nè, chạy sướng, chạy phượt, chạy chơi. Em này biển Sài Gòn, còn em này biển Bình Dương nè, em này 44 triệu nè, GX 3000 cây cũng rất là đẹp. Rồi còn xe CBR chỉ là cho anh em thuê trải nghiệm. Rồi như vậy thôi, rồi mình tập trung mình dắt xe cho anh em nó đó. Đây là những xe hiện tại bên mình đang có, đăng cho anh em xem. Còn con R1 mình đang thay nhớt, đây thay nhớt, và một con Z8 nữa là chuẩn bị mình bảo trì full cho thằng em. Con R1 là thay nhớt xong rồi, rồi mình đẩy vô mình cất đó. Rồi ok, anh em nào mua xe cứ liên hệ mình nha. Mình thấy Z9 này cũng ngon nè nha anh em, Z9 này bây giờ xe cộp ít lắm nha anh em, hiếm nó, hàng hiếm đó. Rồi CBR650 nè cũng còn keng, mấy xe này sơn mới đó anh em, anh em qua tận trực tiếp shop mình thì anh em mới biết là nó cộp nó mới như thế nào. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Hy vọng anh em hỗ trợ mình lên 500.000 sub để mình live stream tặng quà cho anh em nha. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Anh em nào muốn dọn xe là phải đặt lịch trước nha, tại vì bên mình full lịch nhiều lắm. Như em này dọn là cũng phải để lại cả tuần á anh em, tuần đúng không em, tuần mới dọn được vậy. Tại vì xe em là phải sơn nè, sơn rồi làm mấy cái lặt vặt bảo trì bảo dưỡng rồi rửa full nữa, nói chung là lâu mới có thời gian mà dọn kỹ và xong một chiếc xe rất là đẹp, phải không? Mình nhìn nó rất là đã, nhìn nó bắt mắt, xe nhìn như mới ha. Xe này đâu ai biết là hai mấy ngàn đâu. Nhìn tưởng là xe lướt không à. Làm một chiếc xe tưởng xe lướt không à, đâu biết hai mấy ngàn. Cái này là đặc trưng là dọn cho anh em chơi Tết rồi thôi, cho xe mình đẹp đẹp. Thì xe này về em giữ kỹ thời gian cho sơn nó khô đồ này nọ kia khác, rồi mình thích mình dán keo hay dán cái gì đó lên. Đó. Rồi ok, cảm ơn em nha. Anh em mất tay ngắn rồi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn anh em đã qua chơi và ủng hộ. Đó, con này mình đang thay nhớt ra xịn luôn, nhớt xịn, lọc nhớt xịn, nói chung là vô đồ xịn hết cho thằng em nó đi cho thoải mái. Rồi ok anh em, chúc anh em buổi tối thiệt là vui vẻ. Rồi hello anh em, có một anh em gửi xe cho mình đại tu để ăn Tết, thì bây giờ là số lượng xe bây giờ anh em gửi về cũng nhiều, thì đại tu để ăn Tết thì xe này còn làm những gì. Xe này 20.000, thì những chỗ này trước chỗ người ta đã dặm rồi đó, nó bị hư thì mình đại tu về ngoài ha, về ngoài đó, mình đánh dấu, mình với chủ xe đã đánh dấu thì mình đại tu hết về ngoài. Anh em xem kỹ clip ra rồi xong mình sẽ quay một cái em xe đẹp. Thì con xe này á, ốc nó tháo ra nhiều đã tuôn, xe chạy 20.000 cây thì mình cần làm những gì. Mình cần xúc động cơ, vệ sinh bùn đốt, làm một số thứ, rồi rửa phun xe đó, rồi thay lọc, thay nhớt, nói chung làm rất là nhiều thứ. Và đặc biệt là bạn này muốn làm lại dàn ngoài cho nó mới đó, dàn ngoài nó hơi bị cũ đó. Anh em mình quay trong nhà, bên trong phòng mình thấy đây là phòng dọn nè, mấy đứa em đang dọn đó. Rồi thì anh em chờ để theo dõi nha, xong cái này mình làm hoàn chỉnh rồi mình sẽ quay một cái clip hoàn chỉnh cho anh em xem. Xe đi 20.000 cây rồi mình cần phải thay nước mát nữa nè, nước mát, nhớt, rồi vệ sinh rồi này nọ, làm hết từ A tới Z. Rồi đó, bây giờ gần Tết rồi nha, anh em nào muốn nhu cầu thì nhận vài xe làm cho anh em thôi, ít mà số lượng chất lượng nha anh em, xe ít nhưng mà chất lượng chứ không nhận nhiều nha anh em nha, tại mình tập trung bán xe đó anh em. Rồi hello anh em, bữa nay quay cho anh em một chiếc CBR250RR. Con này là làm full combo luôn, full combo này là khoảng một tuần luôn nha anh em, vệ sinh full xe đó, vệ sinh full xe, rồi sơn chỗ nào hư thì mình sơn chỗ đó đó. Những cái chỗ khách nó muốn dọn xe đẹp để Tết chơi á anh em đó, những chỗ mình đánh dấu là làm hết full combo luôn. Con này là xúc động cơ nè, nhớt nè, lọc nè đó, nhớt lọc này, khách VIP chơi full combo luôn nha anh em. Đây là em CBR250 sau khi tháo dàn áo thì nó như thế này, tại vì mấy anh em biết thì xe mình bán rất là đẹp, thì mấy anh muốn xe này là của khách mua mới, nhưng mà khách đi thời gian rồi, khách muốn xe đẹp như xe bên mình bán đó, những khách đem qua đây gửi. Những anh em gửi xe á, thì phải có thời gian bên mình mới làm được nha anh em, phải gửi lâu có thời gian mới làm được, chứ mà gấp rút là bên mình không có nhận nha anh em, tại vì làm mà phải kỹ anh em đó.
Nhưng mấy chỗ này là làm hết lên anh em. Nó sẽ đi thời gian nè, nó bị như thế này là làm hết toàn bộ từ A tới Z. Ừ, mời anh em xem. Rồi. Hôm nay là thay luôn nước mát nha anh em. Đó, nước mát nó thay mới hết toàn bộ nha anh em. Mọi thứ là mới hết. Mới can hết. Xúc động cơ. Vỏ còn ok giữ lại ha anh em ha. Đó. Những cái gì mà nó còn xài được thì mình kêu chủ gửi lại nha. Ví dụ là chủ có kêu mình thay bộ nhôm sinh dĩa, nhưng mà thấy bộ nhôm sinh dĩa này vẫn còn xài được nha anh em, vẫn còn xài cỡ 5-7-8 ngàn cây nữa thì ok để lại đi, chứ thay chi nó phí. Những cái cần thay thì thay đó. Ví dụ cần thiết thì thay, còn những thứ không cần thiết thì mình giữ lại nha. Xe này khách cũng đi khá là nhiều rồi nha anh em, nó nên làm hết. Dựa là nó lớp ngoài cái này là trong bình xăng, còn nó có ốp nữa, ốp là nó xước xác chạy chủ hết rồi đó, làm lại hết full con đó. Lại xong nó sẽ đẹp như mấy con này đó, anh em thấy không? Đẹp tuyệt vời, xong là xe như mới luôn, chơi Tết vi vu luôn. Giờ này là Tết là dọn xe được rồi nha anh em.